13 chấp 67. Không biết nghĩa phụ, tôi xin thứ lỗi cho điêu thuyền thất lễ. Ta thấy con đã ngồi ở đây rất lâu, nhìn vào hồ nước và thở dài. Trong lòng con có tâm sự gì tiếc nuối xuân xanh sao? Sao tiểu nữ có thể tiếc nuối xuân xanh được chứ? Tiểu nữ được nghĩa phụ nuôi dưỡng 16 năm, cho học tập ca hát múa, đối nhân xử thế. Giờ vu thân thở các vỡ vụn cũng không thể báo đáp hết nghĩa phụ. Gần đây thấy nghĩa phụ câu mày suy tỷ, câu mày suy tư. Có lẽ nghĩa phụ bị chuyện trong triều làm cho muộn phiền. Chỉ hận con là thân nữ tử, không thể giúp nghĩa phụ giải tỏa nỗi lo lắng, chỉ có thể ở đây thở dài xuống dòng nước. Con gái, mau đứng lên đi. Bây giờ tên tặc thần động trác muốn làm phản, muốn đoạt ngôi, triều đình đang lâm nguy. Văn võ trong triều đã không có kết sách gì, chỉ có hạ sách này, còn con mới có thể hoàn thành được. Là kết sách gì vậy? Có phải chết tiểu nữ cũng không thể từ chối? Đó là dùng nhan sắc để ly gián. Lữ phủ, chúc mừng bên đào hầu, bây giờ việc làm ăn phát đạt, có thể gia nhập hàng ngũ sĩ tộc rồi. Vương Tư Đồ, đúng là khách quý, sao đột nhiên lại nhớ đến hàng xá vậy? Gần đây có một người bạn cũ từ Tịnh Châu gửi một mẻ rượu ngon tới, cho nên tổ chức tiệc tại nhà, cung cấp rượu ngon cho các quan nhất phẩm ở Trường An. Vì vậy đích thân ta đã đến để mời ngài, hy vọng ngài sẽ không thể từ chối. À, đưa tứ đồ mời là phúc ba đời nhà ta, bây giờ ta sẽ sắp xếp hậu lễ để đến. Chỉ là bữa tiệc bình thường, quân hầu đừng quá khách khí. Quà này có thể miễn, ta tuyệt đối không thể nhận. Nào dám, nếu đó không thể từ chối lòng tốt của quân hầu á, vậy thì ta sẽ chờ tiếp đón ở nhà. Điều đến lúc đó nhất định lễ vật của ta sẽ khiến mọi người chấn động. Trước đây chưa từng được nói chuyện với quân hầu, hôm nay vừa nói đã cảm thấy khá muộn rồi, sau này ta sẽ còn làm phiền nhiều hơn. À, có thể kết bạn với người như vương hầu, vương tư hầu đúng là chuyện không có gì vui bằng. Vẫn hòa, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? Nếu không phải đi theo chủ công, ta cũng tuyệt đối không thể ngờ rằng khí chất của tên thô bỉ này đều là nghĩ trang. Xem ra ông trời muốn ta là chuyện lớn rồi. Cái gọi là đến thăm ai đó với công cơ thầm kín, đây chính là ý đồ bề ngoài. Chỉ là bây giờ thấy tên tuổi chủ công đã nổi tiếng, đây là thời cơ tốt nhất để lôi kéo ngài. Với còn ý đồ sâu xa, đây chỉ là suy đoán. Tiệc rượu ta đi cùng, xem trong hồ lô của hắn là rượu gì. Được, có điều đến lúc đó ngươi phải chú ý cách ăn uống. À đúng rồi, giúp ta chọn một món quà quý, càng thô tục càng tốt. Cũng không biết Vương Tư Đồ nghĩ gì mà lại mời Lữ Bố đến. Đúng giờ, đúng vậy. Cho dù bây giờ hắn làm ăn phát đạt rồi cũng không đủ tư cách làm thượng binh. Nhìn lễ phẩm mà hắn mang đến đi, chúng ta đều là thư họa ngọc khí, hắn lại mang đến một con ngựa vàng quá thô tục. Cho nên nói, người mới giàu có, cho dù có nhiều tiền hơn, sự thô thiển ở trong xương cốt cũng không thể giấu được. Không phải ta bảo ngươi là ăn uống chú ý hình tượng một chút sao? Chủ công, không phải ngài muốn người khác lơ là cảnh giác với ngài sao? Đến người mà ngài mang theo cũng như vậy, chẳng phải sẽ hiệu quả hơn sao? Xin các vị hãy yên lặng một chút. Khó khăn lắm các vị mới đến hàng xá cùng nhau thưởng rượu thưởng nhạc. Ta đã đặc biệt chuẩn bị một tiết mục để mọi người cùng thưởng thức. Tiểu nữ Điêu Thuyền sẽ biểu diễn tiết mục cuối cùng cho buổi tiệc đêm nay. Mời quân hầu. Hay lắm, Vương Tư Hầu sống một hồi, ý của ngươi không phải rượu. Viết chủ công, hãy tương cớ tự cớ. Hay, bạn thân đẹp này đưa rượu quả thật là có phong cách. Hãy để ta nhảy cùng,
Mỹ Nhân có muốn nhảy cùng ta không? Có thể nhảy cùng quân hầu là vinh hạnh của tiểu nữ. Tiết mục cuối cùng này của Điêu Thiền rất hay. Đặc biệt là điệu nhảy đó, nó độc nhất vô nhị trên thế gian. Đúng vậy, nó như đâm vào tim gan ta. Mỹ Nhân tốt như vậy quả thực quá hời cho Lữ Bố rồi. Đúng vậy, đột nhiên có chút ngưỡng mộ tên thất phu này. Vương Tứ Đồ. Tính cách tiểu nữ hay xấu hổ, quân hầu đừng khiến tiểu nữ sợ. Đợi chọn một thời cơ tốt sẽ mời mỗi người. Mời một mình ngài đến hàng xá một chuyến có được không? Đã bắt đầu gà ta rồi sao? Chuyện này, vậy thì xin Vương Tứ Đồ hãy sớm sắp xếp. Vãn Hòa cũng cảm thấy Vương Dũng có dụng ý khác. Tỷ bây giờ chủ công đã giàu có nhưng cũng không phải là người giàu nhất ở trong số những người có mặt. Vương Dũng đó không chỉ sắp xếp cho chủ công ngồi ở hàng đầu mà còn có ý sắp xếp mỹ nhân dùng điệu nhảy để quyến rũ. Nếu như không phải có ý đồ khác, ý rằng đãi ngộ này sẽ không đến lượt chủ công. Người cảm thấy Vương Dũng này chính là người đang mai phục bên cạnh Đổng Trác sao? Rất có khả năng, cho nên chủ công luôn tỏ ra là người thua thiển, Vương Dũng mới có thể lộ ra sơ hở. Chúng ta có thể tương có tổ cớ. Một là có thể, thứ nhất, nó có thể xác nhận danh tính của hắn. Hai là làm lộ ra âm mưu đằng sau. Vậy cụ thể thì nên tương có tổ cớ như thế nào? Vương Dũng muốn dùng nữ nhân này để hạ gục chủ công, cho nên hãy làm những điều tốt nhất. Chủ công càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn thì hắn sẽ càng lơ là. Theo tôi thấy, ngày mai chủ công hãy đến nhà hắn hội thầm. Vương phủ, quân hầu, sao cách một đêm lại đến hàng xá rồi? Ôi, quả thực không giấu gì, đêm qua quay về ta không thể chợp mắt, trong đầu đều là điệu nhảy của lệnh viên. Hôm nay cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn xin vương tư lệnh cho ta gặp mặt lệnh viên. Ta biết quân hầu nóng lòng, nhưng đêm qua tiểu nữ đột nhiên bị nhiễm phong hàn, không thể xuống giường. Đợi tiểu nữ khổ rồi, nhất định sẽ lại mời quân hầu đến hàng xá một lần nữa. Nếu vậy thì làm phiền tư đồ rồi. Thứ lỗi cho ta lỗ mãn, xin cáo từ. Quân hầu đi thông thả. Nghĩa phụ, Lữ Bố này còn nóng lòng hơn ta, tưởng có hạch này chắc chắn thành công. Tiếp theo, trông cậy cả vào con rồi, nếu không có gì bất trắc. Đóng lão tặc, sắp có thở quy thiên rồi. Quả nhiên, Vãn Hòa liệu sự như thần, Vương Dũng nói dối rằng Điêu Thiền bị bệnh. Ông ta đã kích thích được ngài, tiếp theo chính là phần đặc sắc nhất. Theo ta thấy, 80% ông ta sẽ gả Điêu Thiền cho chủ công. Dần chân này đều không chớ ta, khiến ta thành người của hắn, giúp hắn đối phó với thái sư. Nếu như ta là Vương Dõn còn đỡ tiện hơn, dù sao chưa chắc ngài đã đồng ý. Chủ công nghĩ xem, nếu như sau lưng ngài hắn lại dâng nữ tử cho thái sư, cho dù ngài không vì chuyện này mà trở mặt với thái sư, nhưng thái sư sẽ hiểu làm ngài đột nữ nhân của ông ấy. Đến lúc đó thái sư cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngài. Có ly gián. Không sai. Một khi cái này được đưa ra, chủ công sẽ lâm vào bị động. Cách ứng phó tốt nhất chính là tìm cơ hội trời ban, cơ hội rời Trường An, tránh xa mối họa này. Tại sao chủ công lại nhìn ta như vậy? Là cảm thấy ta phân tích có khuyết điểm gì sao? Dựa vào trí tuệ của Vãn Hòa, có lẽ trước chuyện này có thể dự đoán được cục diện hiện tại rồi nhỉ? Chẳng lẽ trước đây
Ta không quyết định rút lui khỏi cuộc chiến ở Trường An, nên ngươi đã dụ dỗ ta đến tình thế hiện tại sao? Càng nghĩ càng có khả năng. Dù sao trước đây, lão gia tử cũng từng làm nhiều chuyện như vậy. Đợi ta suy nghĩ lại thì gạo đã nấu thành cơm rồi. Đỡ ta không thở, không làm như lời ngươi nói, đúng không? Chủ công cũng xem trọng ta quá rồi. Nếu thật sự có thở, tính tốt như vậy chẳng phải ta có thở thành tiên sao? Hơn nữa, ta cũng không thể đổ lỗi cho chủ công, có đúng không? Được rồi, vậy thì dùng lý do gì để rời Trường An? Chủ công vừa bình khương không lâu, không chỉ giành được võ lực ở một phương, quan trọng là phía trung khương cũng có được thứ mình muốn. Nếu như đỡ thế lực khương tộc biết được, chắc chắn sẽ ganh tị. Cho nên chúng ta có thể phái người của Trung Khương đến những nơi khác của Khương tộc tung tin. Chỉ cần học theo Trung Khương bọn họ, gây chuyện một chút là có thể có được thứ mình muốn. Được. Chỗ con quyết định muốn rút lui rồi. Không. Ta từng nói, nếu không phải bất đắc dĩ, ta vẫn sẽ giúp Thái Sư. Nếu như bây giờ có đường lui, ta có thể buông tay mà không đáng đo. Vâng họ, người giúp ta điều ra một chút thân thế của Điêu Thiền này, ta muốn đấu một trận với Vương Duẩn. Rõ, ta sẽ đi làm ngay. Quân hầu mời. Được được, tiểu nữ mới bình phục, đỡ quân hầu đợi lâu, quả thật là xin lỗi. Ở bữa tiệc hôm đó, tiểu nữ khiêu vũ cùng quân hầu, trong ánh mắt thể hiện tình chàng ý thiếp, ta cũng có thể nhìn ra. Nếu như hai người tâm đầu ý hợp, lão phu sẽ gả tiểu nữ cho quân hầu. Không biết ý quân hầu thế nào? Quân hầu không muốn sao? Không. Ta nên mộ lệnh viên đã lâu, nếu được như vậy, ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp Tư Đồ. Nhà phụ đại nhân tại thượng, xin nhận đại lỡ của tiểu tử. Tốt, sau này chúng ta là người một nhà rồi. Sau này còn phải trông chờ nhiều vào quân hầu. Nhà phụ nói gì vậy chứ? Là tiểu tớ nhờ cậy nhà phụ mới đúng. Hôm nay lão phu uống hơi nhiều, thân thở có chút khó chịu, đợi tiểu nữ thay ta tiếp tục uống rượu cùng quân hầu. Được, nhà phụ đi thông thả. Mời phu quân ngồi, đỡ thiếp thân nâng ly cho phu quân. Thay đổi xưng hô cũng khá nhanh đó. Được, rót đây đi. Được, vừa rồi ánh mắt mà hắn nhìn nghĩa phụ là ta nghĩ nhiều rồi sao? Nhưng sau khi nghĩa phụ đi, hình như lại biến thành một người khác rồi. Tổ lượng của phu quân thật là tốt, uống liền 10 ly mà vẫn chưa có dấu hiệu say. Ồ, nàng nói vậy là làm muốn ta say sao? Sau khi ta say sẽ được mục đích, đúng không? Sao phu quân lại nói như vậy? Sau khi nghĩa phụ đi mà phu quân hoàn toàn không có hứng thú nữa, không biết là tiếp thân là đã mạo phạm phu quân ở đâu. Bữa tiệc hôm đó đều là các quan lại quý tộc, không biết tại sao Điêu Thiện tiểu thư lại nhìn chúng ta. Mặc dù thất thân quanh năm chỉ ở trong khư phòng, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe đến đại danh của phi tướng quân, không khỏi khao khát mong chờ. Hôm đó thấy như phu quân khí chất đường đường, y vô hơn so với lời đồn, nên đã động lòng. Được, không hổ là con gái của quan thủ tướng Nhậm Ngan Châu Hồ. Tìm phu quân cũng tìm cũng phải là có xuất thân là võ tướng đúng không, Nhậm Hồng Sướng? Phu quân nói gì vậy? Thiếp thân không hiểu, ta đã nói ra họ tên và xuất thân của cô rồi, cô còn giả ngây giả ngô gì chứ?
Quấn hầu thật thông minh. Điều thiền có mắt không trồng, sẽ không ở đây làm phiền quấn hầu nữa. Điều thiền xin cáo lui. Để một chút, nếu như ta đúng không nhầm thì Vương Dẫn Đình dùng cô để ly gián ta và thái sư đúng không? Tại sao cô lại có thể hạ quyết tâm phục tục? Thậm chí không màng tới những lời bàn luận chỉ trích sau lưng mình. Nếu có thể giết chết quốc tặc, thành danh đó có là gì chứ? Quốc tặc sĩ đang ngày đêm lo lắng cho đời sống của hàng trăm vạn bách tính Quan Trung. Hơn 90% đất canh tác nằm ở trong tay bọn nhân sĩ sau lưng cô. Ngày ngày ca hát uống rượu, cô nói rốt cuộc ai mới là quốc tặc? Đừng có đổi trắng thay đen. Nếu nghĩa phụ không thu nhận tôi đã sớm bị bán vào thanh lâu rồi. Người có tâm lòng cao cả như vậy hơn đồng tặc gấp vạn lần. Nói một hồi rốt cuộc chẳng phải là muốn báo ơn sao? Lúc đó có còn nhớ, nhưng vẫn nhớ tại sao cho mình bị kết án chứ? Ta đã tìm người điều tra năm đó cha cô vì trì hoãn lương thảo mà bị kết án. Khi đó trên đường đến Dự Châu thì xảy ra sự cố mà xứ Dự Châu Châu khi đó dẹp cuộc khởi nghĩa Khang Vàng. Nhưng chính là nghĩa phụ Vương Dẫn của cô. Cô cảm thấy hai người này có liên quan đến nhau không? Ngươi đừng có nói bậy. Có lý định ly gián. Đúng vậy, chuyện này đã lâu ta chỉ có thể nói những điều mà mình điều tra được với cô. Nhưng cha cô phạm tội và cả gia đình đều bị liên lụy. Vương Dẫn chỉ thu nhận một mình cô cũng đủ thấy ông ta nhân từ đến mức nào rồi. Mặc dù cô là nữ tử, nhưng suy nghĩ cho quốc gia khác với những nữ tử mà ta biết, chuyện này là rất tốt. Nhưng cô còn phải biết đâu là con đường chính xác, nếu không sẽ nối giáo cho giặc. Hãy suy nghĩ kỹ về đúng sai. Trong chuyện này, nếu như lần sau chúng ta mà có gỡ gặp lại, có thể nói suy nghĩ của cô cho ta nghe cáo từ. Chủ công định lật bài ngựa với Vương Dõn sao? Chưa chắc, ta chỉ ngã bài riêng với Điêu Thiền, không nói với Vương Dẫn. Chủ công có chắc là Điêu Thiền sẽ không nói lại với Vương Dõn chứ? Không thể đảm bảo, nhưng đáng rất cực một phen. Cho dù Điêu Thiền có nói với Vương Dõn coi như là lật bài ngựa cũng tốt. Như vậy Vương Dõn biết cái chủ công cũng sẽ không dám thực hiện âm mưu nào với Thái Sư nữa. Có điều tốt nhất chính là Điêu Thiền đứng về phía ta. Sau khi vốn có của Vương Dõn sẽ trở thành quân cờ tốt của chúng ta. Chủ công chắc chắn là đã hạ gục được cô ta chứ, trên 80%. Sao? 80%? Cao như vậy sao? Khi đó, ta cũng bị Dương Tổn chán ghét, nên ta biết rất rõ ràng là từ lúc hạt giống nghi ngờ được gieo vào lòng, sẽ từ từ bén rễ sâu. Nghĩa phụ! Lữ bố đi rồi sao? Hắn đã làm những gì với con? Không có. Hắn sau đó càng ngày uống càng nhiều, cuối cùng bị gia đình bọn họ mang đi rồi. Hôm nay cứ như vậy đã, lần sau lại tìm cơ hội đưa con đến phủ của hắn, để hắn hoàn toàn mơ đắm con. Hả? Sao con ở đây? Chuyện con có chuyện gì sao? Nghĩa phụ con có một chuyện luôn muốn hỏi nghĩa phụ có thể nói chi tiết về năm đó cha của con phạm tội như thế nào không? Chap 18.